Ô Huyền này, chị tính toán rồi. Mùa hè này mình mà bán chè thì kiếm được ối tiền đấy cô ạ. Chịu khó góp cổ đông với chị đi nhá. Em tin chị, nên mới dậy từ sáng sớm này để làm cùng chị đấy gì nữa. Mà sao thằng Thái thằng Thình giờ này vẫn chưa thấy dậy nhở? Gọi mãi không được cũng lắm à. Thình ơi, Thái ơi, dậy chưa, nhanh lên. Kiếp chồng kiểu ngáp dài cái mồm ra. Giúp mẹ nấu chè đi, thằng Thái đâu? Thì nó đang ngủ đi thầy. Thế thôi con dậy sớm rồi con giúp mẹ đi. Ủa, giúp cái gì hả mẹ? Từ ngày hôm nay mẹ sẽ mở quán bán chè, cho nên chịu khó dậy sớm. Hả? 5 giờ là mẹ với chị bắt đầu nấu đấy nhá. Gì 5 giờ sáng lại làm cái gì? Mở cái mắt ra. Giúp tôi đi để kiếm tiền. Này, dậy sớm một tí nhưng mà có tiền, hiểu chưa? Cứ nói nhiều. Giờ con mệt lắm, con đang tuổi ăn tuổi ngủ. Bây giờ con không kiếm tiền là cho mẹ với chị kiếm đấy. Đừng có ép. Con không muốn nói nhiều không? À, có làm không? Có dậy không? Thế chị đi ra ngoài nửa trẻ cho mẹ. Cô Huyền ơi. Dạ. Ra đây xem chị tổng kết đây này. Trời ơi, này em bảo này, mấy ông trẻ mà bán lắm một cái mấy tiếng là hết beo nhở. Chồng cậu hôm nay là mình bán được 200 cốc chè rồi đấy. 200 cốc hả? Ừ. Rồi ôi, đấy đi chả mấy lúc mà chị em mình giàu to. Không, cô nhìn đây này, trừ hết tất cả chi phí nhá. Với lại mình nấu toàn đồ chất lượng thôi, cho nên là tốn kém nguyên liệu lắm. Còn lại này, lại không tí này, chả bỏ công cô ạ. Ừ nhở, cái này thì gọi là lấy công làm lãi thôi ấy, đúng không? Nhưng mà thôi chị ạ, làm cái gì cũng phải từ từ. Từ từ thì khoai nó mới nhừ nữa chứ. Thôi, mình cứ tiếp tục đã xem thế nào. Vâng. Nóng, chị ơi, cẩn thận. Đấy. Có mấy tiếng bán chè buổi chiều thôi mà chị em mình cứ phải dậy lích kích từ 4 giờ sáng. Mình phết đấy. Mệt. Thế nhưng mà em thấy là kiếm được tiền là cũng vui lắm. À không, em vào chị nhắc cái điều trà sen nhá. Chị ơi, cho em một cốc chè thập cẩm nhá. À ừ, em ngồi đây đi. Ăn đi nhá. Đấy chị vào chị lấy thêm chè. Thế các bạn đánh giá là năm sau rất là nhiều, cho nên mình quyết định đến đây để review cho các bạn xem là nó ngon đến mức như nào. Ngọt quá. Ai lạ thật đấy. Suốt từ chiều đến giờ chả bán được cốc chè nào. Mà trời thì lại sắp sập tối đến rồi. Thế làm sao? Chị Thạch ơi! Chị Thạch! Hả? Chị Thạch rồi toi rồi. Sao thế? Ôi trời ơi! Quán chè nhà mình ấy bị cái con bé mà nổi tiếng về review đồ ăn ấy, nó review đấy. Nó bảo là nó chấm có 2 điểm thôi. Trời ơi! Thế này thì ai người ta dám vào ăn nữa rồi. Bây giờ nó nhà mình sắp coi mạng rồi. Thế á? Vâng! Sao lại chấm có 2 điểm? Nó là đứa nào? Nó là một con bé rất nổi tiếng về đồ ăn. Em vừa mới vào trang bán hàng nhà mình để xem nhá. Thế là em thấy đây, dân cư mạng vừa thả vào cái clip đấy này. Em xem xong mà tức sôi cả máu lên đi. Đây này. Dứa khô thì mình thích ăn nó giòn cơ. Đây thì nó lại bị ỉu mất rồi. Không thơm mà cũng không ngọt. Không hiểu sao các bạn có thể đánh giá được cái cốc chè này 5 sao. Nếu như mà cho mình chấm điểm ý, thì mình chỉ chấm cốc này là 2/10 thôi. Đấy, chị thấy chưa? Chị nhớ rồi. Hôm trước nó ngồi đây chị múc cho nó cốc chè rất đầy đặn. Tại sao nó lại thế được? Này, em có biết nhà nó ở đâu không? Nhà nó à? Nó nổi tiếng như thế thì chắc là tìm địa chỉ cũng không khó đâu. Được, mà đạp đổ bát cơm của người khác ấy, phải cho biết thế nào là lấy đâu. Đúng, chị em mình sẽ tìm lấy tận nơi để xử đẹp luôn. Cô có chắc chắn đây là nhà nó không? Quá chắc chắn. Đúng rồi, đấy. Bây giờ nhá, tôi nói cho cô biết, có hai lựa chọn. Một là ăn bằng hết 10 cốc chè này một lúc, review lại cho cộng đồng mạng người ta nghe. Hai ấy là tôi cho cả 10 cốc chè này ụp lên đầu cô. Làm gì có chuyện đấy? Tại sao thì không có chuyện đấy? Cô đi cô phá quán nhà người ta bây giờ mất đường kiếm sống rồi. Cô xứng đáng lắm. Bây giờ lựa chọn đi. Nào, nhanh lên.
nhanh lên. Anh Tinh đi vào đây. Anh vào đây mà giải quyết lựa chọn phương án đi này. Mẹ với chị sao lại ở đây? Ôi trời ơi, sao lại đến đây làm gì hả? Dạ con đang đi dạo. Đi dạo thế là thế nào, liên quan gì đến nào hả? Con có liên quan gì đâu. Đấy à, nhanh anh Thịnh thuê cháu nói như thế để làm gì cháu không biết đâu. Các cô mà muốn xử lý thì cứ xử lý, anh Thịnh ấy không liên quan đến cháu. Ra đây. Mày có biết tại sao mẹ với cả chị đến đây không hả? Để trả thù cô ta đấy. Vì cô ta mà cái quán chè nhà mình sắp chập tiệm rồi, biết chưa? Này ế hết cả chè đó này. Mày thế mày làm thế là nào hả? Dạ thì con thú thật với cả mẹ với cả chị ấy. Con làm như thế là con lo cho mẹ với chị. Con sợ hai người là vất vả, phải thức hôm thức khuya. Cái gì? Lo à? Này hả? Mày lo cho mẹ, cho chị, hay là mày lo mày không dậy sớm nổi hả? À, mày không muốn đâu? Cả hai. Cả hai. Đừng có.